đầu tiên đó là dấu hiệu sinh tồn, mạch, nhiệt độ, huyết áp, thở. Nhớ nha, năm dấu hiệu rất quan trọng. Em bảo bác sĩ đang thầm mạnh chứ nữa, đứng trước một bệnh nhân vô nổ cái ra thôi, hiệu sinh tồn. Thật chuyện ha, một bệnh nhân mạch dưới 60 lần là mạch chặt, phải rất cẩn thận. Mạch lớn hơn bằng 100 lần trên phút là mạch rất nhanh, phải cẩn thận. Những trường hợp mạch nhanh thường kèm theo bệnh lý tim mạch, cái nhất. Cái thứ hai, em có chừng mạch nhanh quá em nhổ cái răng, mạch nó lên 102, 103 là bệnh nhân rung tim, rung thấp, bị chết. Mình phải lưu ý cái gì khi mình nhổ răng hay nữa, mình phải lấy được cái dấu hiệu sinh tồn. Đơn giản nhất là dấu hiệu sinh tồn. Nhịp thở. Giả sử bệnh nhân đang nằm như thế này thì làm sao đến nhịp thở? Rồi mình để cái tay lên bụng của bệnh nhân. Mỗi lần bệnh nhân nhích lên một cái là 1, 2, 3, 4 gì đó. Giờ đó là cái cách bệnh nhân nhịp thở. Các bạn kiểm tra, bây giờ để tay lên đây. Tại sao khi để tay lên đây bệnh nhân sẽ có cảm giác không lo lắng và người ta sẽ không bị thở nhanh? Mọi người nói sao không để tay lên được? Đúng, để tay lên được. Nam mà để tay lên được hồi tim nếu mà được là ổn mở như đây à, không được, dạ, để tay không được rồi. Rồi,
ơi cái cách của sùng giả tỉnh hay không tỉnh thế đấy cả nhưng nhìn cậu này á hỏi tôi cậu này nằm ở trong bệnh viện cũng cân đúng không cân cơ chiều cao thì tính cho đi thì mà da như thế này là da hồng hào nhá rồi da hồng hào bằng cách chỉnh chính bằng chỉ đầu thứ nhất rồi bàn tay của chúng ta so với lòng bàn tay của mình như thế nào nhá đó là cách dễ nhất à cái trên đó tay đôi tay phụ nữ tay gọi là tay nam cũng thiếu máu rồi giống tiền á thôi tiếp theo thấy da đen mình đánh cái này là mình đánh giá chủ quan của em thành ra mình thấy da đen giờ mình đi nhận da đen giờ không gì hết nhưng người ta cho ghét mà bây giờ nhìn bàn tay này so với bàn tay của tôi hỏi tại sao nó nhận thì so bàn tay của tôi nhận hơn chắc nhận tại số người tôi thường nha thì người đây nhỏ hơn tôi có đánh giá người này da đen giờ ơ tở giờ chết nặng giờ biết hai đổi chính tả nha nhạc là khác nhạc là khác nha. Rồi, cách thứ hai điểm chứng đó là khi bệnh nhân mình lên em nhìn lên trên người cửa đầu nhìn lên trên không liếc lên trên hết liếc lên trên rồi cái tay của mình là thấy ha nếu thấy nguyên cái mặt mắt luôn rất nhẹ nhàng mấy em làm giống như muốn ấn người lồi nhãn đầu ra đâu đó là bài ha nhìn lên trên thấy ha để anh thấy tốt tầm ghê luôn nghe ha làm nhẹ nhàng thôi đó là cách để mình nhìn cái kết kết mạng mắt cái đó gọi là nhìn kết mạng mắt nghe ha nó chán thiếu máu là nhìn kết mạng mắt rồi há miệng ra trong cái lưỡi đây mình nhìn như thế này em thấy hệ thống mạch máu chạm dịch luôn rất chặt chẽ, người bình thường là hệ thống mạch máu như thế, còn người bị thiếu máu là thấy cái bụng nó bị nhọt đi, nghe ra. Như vậy mình thấy da, da hoặc là vai thì hơi nhọt, nhưng mà niêm mạc mắt, như niêm mạc lưỡi có nhạt không? Không, thì mình vẫn có được người này là da niêm hồng, nghe ha? Người này là da niêm hồng, bây giờ hồng hồng thôi nha, chứ không có hồng hào, mặc dù mình biết đó là hồng hào nhưng mà người kia kêu là da niêm hồng. Hoặc là da niêm mình nhờ người mà da niêm trắng trắng tức là mình thấy người này cái máu mặt lắm rồi đó trắng mét có một khi mặt mặt mày sạch đẹp sạch thấy không mét hết rồi nhưng mà mình nói là thấy da niêm hồng da niêm nhờ người da niêm trắng vậy đó rồi tại sao phải coi lông tóc bông giống như bữa sau em học cường da thì những người bị cường da tóc rất là dễ rụng bóng rất là dễ gãy và cái móng nó mà đục như sữa vậy đó dấu hiệu viêm bơ thấy chưa thằng em mình cứ nhìn thấy chưa thì mình nhìn thì mình cầm tay thôi lên mình nhìn thôi được chưa bàn tay nắm ngón kim sa ha không có gì hết thấy chưa mình coi cái móng dễ gãy không thấy chưa đó làm như thế này nhẹ nhàng thôi ha không có dễ gãy thấy chưa coi tóc có dễ rụng không bằng cách đấy ha nắm ngón tay nè xẻ ra thấy chưa xẻ ra ha đó là mình kẹp vô đây đó mình kẹp nó có vài lời rú nhẹ nhàng lên thế này không có tóc rụng hay tóc không dễ rụng gạo không ấy khác cái ma can chứ không khác rồi cái ma can còn phải khác xong hay rửa tay mà rồi đó là kết luận da niêm hồng tóc không dễ rụng bóng không dễ gãy da không có rộng lông bất thường rộng lông bất thường em sẽ gặp những người nữ mà bị rối loạn androgen là sẽ mọc râu giống như là nam giới nha hoặc là những người bị hội chứng kết sinh những người bị vấn đề nội tiết người ta rộng lông bất thường đó là sao nó sẽ kéo tay của em lên không dài ra như thủy vậy đó dài như thủy luôn nha chứ không phải là dài thường nữa đó những người rộng lông bất thường sẽ gặp đó thì chiếm rất là nặng chiếu nhưng mà chủ yếu là ai gặp với là da niêm rất quan trọng nha cái thứ hai là rồi tiếp khi khám da niêm thì lưu ý một chuyện đó là sờ độ ẩm của da độ ẩm của da ví dụ da của người này là chi ấm mặt rõ da tay độ ẩm vừa phải dạ những cái người mà giả sử như bữa nào mà mình bị tiêu chảy vào áo được 20 lần chẳng hạn thì chuyện gì sẽ ra mình sẽ bị mất nước trong da mình nó sẽ bị khô nó ngăn lại bởi gì đó hoặc thì nó bị nhẹ đi bởi gì đó cái nữa đó là mình sờ cái chi của người này bị lạnh đúng rồi đó ha
giảm tưới mão ngoài đi. Hay vậy ha, tức là nó bị giảm thể tích tuần hoàn. Hay vậy, nó giảm khi giảm thể tích tuần hoàn có thể mình có một điều rất đặc biệt nè, đó là u ái cho các cơ quan, tức là nó dồn máu về tạng, nó giảm tưới mão ở chi. Thành ra khi mình bệnh thì là thường là giảm tưới mão ở chi, ra mình sờ chân tay này nè. Nói thành ra khỏi lùi cái thân gì, còn chuyện mình có độ ẩm và độ lạnh, độ nóng trên da còn chuyện. Nghe ha. Rồi trong những trường hợp bệnh nặng thật là nặng, ví dụ như sốc nhiễm trùng huyết thì nó có một cái hiện tượng gọi là da nổi bông. Da nổi bông là sao? Là em nhìn cái tay người này chỗ xanh chỗ đỏ chỗ tím, 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 người ta gọi là da nổi bông. Mình nhìn cái màu đó là mình thấy giống như bị bầm từng mảng từng mảng từng mảng vậy đó. Cái đó là rồi. Rồi cái gì đó khi mình nhìn cái da của người ta mình phải coi cái gì, có bị xuất huyết hay không. Tất cả bệnh nhân bị xuất huyết giảm nhu cầu không? Những người này sao? Đi được cái bài nhẹ cái bọc bọc. Rồi, hoặc là xuất huyết gì đó rất hay gặp. Sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết. Cái sốt xuất huyết đó em sẽ nhìn nó là dạng chấm hay là mảng. Chấm, như vậy khi mà mô tả như vậy, mình biết xuất huyết dạng chấm nhiều da, mật độ nhiều hay thưa hay là vừa mảng gì đó, được chưa? Rồi, còn người bị xuất huyết giảm nhu cầu thì xuất huyết của nó là xuất huyết dạng mảng, tức là cái mảng phồng lớn như này nè. Là mình phải mô tả cho trên người có nhiều mảng phồng hay không, một mảng phồng, hai mảng phồng hay là nhiều mảng phồng, được chưa? Mô tả cái này là ha. Thật ra cái phần da niêm từ đầu phải nhận định em nhổ răng này không phải coi da người ta, người ta kéo cái lại áo lên phồng nhóc nó rơi, cái gì nhổ cái răng ra xong rồi máu chảy một hoài nó không hết, mình thấy mình mệt rồi răng. Yeah. Yeah. Hoặc là bệnh nhân mới xuất xuất huyết cách đây 7 ngày, 10 ngày, bệnh nhân khỏe rồi. Bệnh nhân nói bây giờ bệnh nhân nhức răng quá, bệnh nhân nhổ cái răng. Không biết, thì đó em không biết, em không coi đi ra người ta, em không thấy cái chấm xuất huyết nó còn lại. Em nhổ cái răng đó một cái, cái tiểu cầu nó chưa lên là sao? Xuất huyết, chậm được, thấy đây đây. Đó là xuất huyết. Thì đầu tiên, đơn giản nhất, nhìn, sờ, của giá của bà cái á, của cái nhìn sờ đo mà nhẹ nhìn rồi nhìn mình thấy người này có bị cuộn to không? Không, ngửa, muốn nhìn cho kỹ hơn ngửa ra, ngửa tối ra luôn, ngửa tối ra luôn, thấy không? Thấy cái cổ rất là đỏ, có to vậy không? Hai bên, hai bên này nè, có to này ha, cái giá nằm hai bên này nằm đây, mà cái eo nó nằm đây nè, thấy có to vậy không? Không có gì đâu, được chưa? Rồi đó là cách để mình nhìn, được chưa ha? Còn nếu mình có những người để cổ này không thấy, cửa cổ ra thấy hai cái nằm hai bên thế này, à bụi dân tộc, có thể là bụi dân tộc. Rồi bây giờ đó là cái thứ nhất, nhìn. Thứ hai sờ, sờ thì có hai cách, em đứng phía trước cũng được, em đứng phía sau cũng được, thì tụi con đứng phía sau cho em nhìn nha bạn, được ha? Yeah. Rồi, nghe. Tại sao phải nghe?
bệnh nhân cường giả, em để vô, em sẽ nghe một cái âm như thế này. Cái đó người ta gọi là âm thổi. Âm thổi do cái hiện tượng tăng sinh mạch máu ở cái tiếng giác đó. Em sẽ nghe cái này ha. Mình sẽ nghe được âm thổi, mình nghe cái tiếng đau có lớn như cô tả thì mình sẽ nghe được tiếng đó. Chạy thắng hạ, thắng hạ thì rất nhiều chỗ để khám. Tôi sẽ chỉ cho em các bạn cơ bản thôi, cái cách để mình sờ nhé. Thank you.